và các bạn, mình là Mai Uyên, mình là Tiffy. Hôm nay Vi và Uyên xin gửi đến quý anh chị những thông tin mới nhất về cập nhật tình hình của thị trường Thủ Thiêm cũng như dự án Empire City. Let's go! Như quý vị khán giả đã biết, dự án Empire City được mở bán trong năm 2015. Đây là một trong những dự án vô cùng thành công của chủ đầu tư Empire City. Về thông tin chi tiết dự án thì em nghĩ mọi người có thể lên trên Google để tìm hiểu, vì ở trên đó cũng đã có đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi. Chị có thể cho em biết lý do vì sao mà Empire City lại là có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tính tới thời điểm hiện tại hay không ạ? Thì nói về lý do thì có quá nhiều. Thì cho phép em được tổng hợp một số lý do chính để mọi người có thể hiểu một cách dễ nhất có thể về dự án Empire City. Vâng. Thì bởi vì dự án Empire City á, là một trong những dự án có tổng thiết kế quy hoạch là tới 14,5 hectare. Wow. Được coi như là dự án có quỹ đất cũng khá lớn tại Thủ Thiêm, chỉ là đứng sau bên Sala thôi. Thì dự thứ hai nữa chính là dự án là do chủ đầu tư Sing góp vốn vào. Thì Capital Land là một trong những chủ đầu tư rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Họ chuyên về thiết kế về cái không gian sống cho những cái người dân ở đây. Và ngoài ra nữa thì dự án Empire City của mình nó nằm gần sông. Thì ở đây được hưởng cái lợi thế chính là cái gió sông. Đi kèm theo thiết kế của chủ đầu tư chính là những cái thiết kế là rất là rộng và thoáng và tập trung vào cái không gian sống, nên là hầu như khách hàng tìm về ở đây khá là nhiều. Và ngoài ra nữa là thời điểm mà bán đầu tiên á, thì cái giá bán ở đây rất là tốt, nên là tạo được một cái làn sóng đầu tư rất là tốt đến khách hàng. Dần dần theo đó thì khi dự án đã hình thành về sử dụng á, thì đã tạo nên một cái tầng lớp cư dân họ rất là cao cấp, nên là thu hút được rất nhiều người muốn về ở đây hơn. Tại vì cái chất lượng cuộc sống nó cũng rất là quan trọng để góp phần tăng cái giá trị cho căn hộ. Và ngoài ra dự án ở đây thì giữ giá rất là tốt. Mình đã nói về tổng thể không gian sống và mọi thứ về giá trị rồi, thì tiếp theo thì chị xin nhờ Mai Uyên có thể update chị cũng như tất cả mọi người theo video được biết là về cái giá thuê của Empire City được không? Chị Vy biết không, khi mà em qua từ Thảo Điền qua đây thì khi mà em tiếp xúc những căn thuê ở đây nè, thì em thấy là thị trường cho thuê ở đây rất là hot luôn. Thì một phòng ngủ với diện tích là 64m2 thì giá cho thuê hiện tại là 1.000 đô. Còn đối với hai phòng ngủ diện tích là 92 thì giá cho thuê là từ 1.200 tới 1.600 tùy thuộc vào nội thất. Còn ba phòng ngủ với diện tích là 127 cho tới 148m2 thì giá cho thuê là từ 2.000 trở lên đó chị Vy. Wow, mà cao quá nhỉ. Rất nhiều khách hàng đi xem và họ chỉ muốn lựa chọn những căn view trực diện để có thể là vào mỗi dịp năm mới có thể ngắm được pháo hoa. Nếu như vậy thì giá bán như thế nào ạ? Xin sư phụ sư phụ Empire City hãy cho em thêm nhiều kiến thức hơn. Dạ em không dám nhận sư phụ, nhưng mà em thì xin update nhanh cho tất cả mọi người đang xem video cũng như Uyên được nắm cái khung giá chung thôi nha, về dự án Empire City hiện tại với những cái đơn giá là vô cùng tốt. Thì trong đó hiện tại một phòng ngủ đang có mức giá chuyển nhượng là từ 6.8 tỷ cho tới 9.5 tỷ một căn. Wow. Hai phòng ngủ đang có mức giá dao động chuyển nhượng là từ 11 tỷ cho tới 21 tỷ. Ba phòng ngủ đang có mức giá chuyển nhượng trên thị trường là từ 23 tỷ cho tới 31 tỷ. Ngoài ra với những căn đặc biệt như duplex penthouse và những căn 4 phòng ngủ thang máy riêng tại Cốp thì mức giá chuyển nhượng nó sẽ khá là cao. 4 phòng ngủ thì phải là từ là 48 tỷ cho tới 65 tỷ. Penthouse đang có mức giá giao dịch chuyển nhượng là từ 132 tỷ trở lên. Để biết thêm thông tin chi tiết thì em nghĩ cái này mọi người có thể liên hệ sau với team em để nắm chung về bảng giá cũng như là được tụi em gửi cái bảng file chi tiết về giá bán của từng loại căn để mọi người tham khảo nha. Nhưng mà chị Vy ơi, tại sao em thấy có sự khoảng cách giữa căn một phòng ngủ lại có sự khoảng cách lớn? Ý em là cùng một loại căn mà sao tại sao giá lại chênh lệch như thế ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay. Cái khoảng cách chênh lệch ở đây chính là về cái view của nó. Thì view của nó là từ view tùy vào view mà có giá trị chuyển nhượng cao nhất bên đây là view pháo hoa như là Vitexco. Thì giống căn
cho thuê đúng không chị, nhận nhà đúng rồi thuê. Thì thông thường tất cả các dự án không ngoài trừ gì Empire City view càng đẹp thì giá chuyển nhượng càng cao. Vậy thì trong năm 2023 thì chị Vy có nhận định như thế nào ạ? Thì về thị trường trong năm 2023 thì có nhiều, như mọi người cũng biết rồi, thì có nhiều vấn đề đang xảy ra đó. Mình cũng không thể nào nhận định một cái tương lai quá tươi sáng được. Tuy nhiên thì đối với dự án Empire City á, trong suốt thời gian qua chị thấy là ở dự án này không có xuất hiện tình trạng là bán đổ, bán tháo hay là phải bán cho bằng được, là phải cắt lỗ khá là nhiều. Thì đối với dự án Empire City là không có, tại vì đa số là mọi người đều đang mua là để ở là chính hoặc là cho thuê, và những người sở hữu dự án Empire City là đều có cái tiềm lực tài chính khá là tốt, nên là dự án này chắc chắn sẽ là dự án không có tình trạng bán lỗ hoặc là hàng ngợp như mọi người săn. Tuy nhiên trong năm sau thì chị nghĩ có thể là cái giá của nó sẽ không có tăng mạnh nữa, tại vì nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố vĩ mô, mình sẽ không đề cập vấn đề đây. Nhưng mà chị nghĩ là giá của nó sẽ đón một vài căn, sẽ có những cái giá kiểu như mềm mềm một chút thôi để mình có thể dễ mua hơn. Và ngoài ra thì thị trường Empire City trong năm sau chắc chắn là thị trường cho thuê sẽ cực kỳ tốt, bởi vì hiện tại hàng cho thuê hầu như đã hết rồi. Nói chung đây là một câu hỏi và cục trả lời cũng hơi mở một chút, để cái này là tùy vào quan điểm của mọi người nữa. Nhưng mà đối với chị thì những người mua Empire City không bao giờ lỗ, chỉ lời và thật là lời. Vậy thì em nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt cho người mà muốn mua Empire City trong năm nay. Đúng rồi. Tại vì giá họ sẽ rất là dễ mua hơn, phù hợp hơn. Và mình có thể dễ mua hơn nhiều đúng lựa chọn rồi. Chị Vy ơi, em cảm ơn chị vì đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích cho em ạ. Chị cảm ơn em. Chị cũng cảm ơn em rất nhiều. Vậy thì quý vị khán giả thân mến, thì không biết là những thông tin vừa rồi thì trong năm 2023 anh chị có cảm thấy đây là một dự án mà mình có thể là đáng để đầu tư trong năm tới hay không ạ? Quý vị anh chị nếu cần thêm thông tin về dự án Empire City thì hãy liên hệ theo em và Quyên ở dưới số hotline dưới đây. Chúng em vô cùng cảm ơn quý vị khán giả đã xem hết video của hai đứa em. Xin chào và hẹn gặp lại. Em là V Property. Em là Mai Huyền. Chúng em đến từ Achieve Realty.